Việt Thảo xin chào các bạn. Việt Thảo đang đứng trước nhà hàng Á Đông. Á Đông Vietnamese and Chinese Cuisine là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở tại San Antonio, Texas. Đây là nhà hàng anh em nha. Cho nên Việt Thảo lần này qua để ghé nhà hàng chơi ở đây 4 ngày. Đương nhiên, cái chánh là để thưởng thức những món ăn ở tại nhà hàng Á Đông này. Có một điều, khi nói đến Texas thì hầu như người Việt Nam mình đều nghĩ tới những thành phố lớn như là Houston, rồi Dallas, rồi sau đó lọt qua tới Arlington, rồi Garden, những nơi gắn chặt với cộng đồng người Việt Nam mình nhiều. Hoặc là nói tới Austin, thủ phủ của Texas. Nhưng mà có một điều ít ai ngờ, San Antonio lại là thành phố đứng hàng thứ 7 của Hoa Kỳ về cái mật độ dân số đông, 1,5 triệu người nha. Và đứng hàng thứ nhì của Texas. Nhưng cái đó chưa quan trọng bằng San Antonio là nơi du lịch hàng năm có hơn 11 triệu người khách du lịch khắp nơi đi đến với cái chỗ du lịch của San Antonio, đặc biệt là tại Riverwalk, rất nổi tiếng. Cho nên lần này Việt Thảo ghé San Antonio không phải chỉ thuần tí ăn ở nhà hàng Á Đông mà còn đi chơi nữa. Đi chơi ở đâu, chỗ nào, các bạn cùng theo với Việt Thảo nha. Và tôi biết ở đây có hang động cũng đẹp lắm nè. Rồi những cái khu shopping rất lớn luôn. Chưa biết nha, đi chơi thôi. Thì đi tới đâu thu hình tới đó, các bạn cùng với Việt Thảo đi khám phá một phần nào San Antonio, một trong những thành phố lớn của Texas. Rồi mình ăn ở nhà hàng Á Đông, ăn cái gì cùng theo với Việt Thảo nha. Ok, let's go. Các bạn, hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng ngay tại Riverwalk, nằm ngay trong tâm điểm của thành phố San Antonio. Cái câu hỏi đặt ra là làm sao để mình đến Riverwalk được? Nó dễ lắm. Đi đến ngay cái downtown thì ở đây bất cứ chỗ parking lot nào, hay là cái nhà hàng nào, hay là cái khách sạn nào, mình đều đến Riverwalk được. Nó không có một địa chỉ duy nhất nha. Tại vì nó là một cái con sông dài 15 dặm đi ngang qua thành phố San Antonio, và nơi đây có tổng cộng là khoảng 5 dặm cái con sông nằm ngay trong tâm điểm của thành phố San Antonio. Và nơi đây là cái con sông tự nhiên, sau đó người ta trùng tu lại để làm thành cho nó sạch sẽ và ngăn nắp. Rồi nhà hàng, rồi khách sạn, tất cả đều mọc dọc theo cái con sông này để cho du khách. Cho nên các bạn khi ở trong một cái hotel, thí dụ như cái Marriott Hotel ở đây, thì khi các bạn ở đó muốn đi Riverwalk dễ lắm, đi xuống đó có cái lối ra. Hay là các bạn đang ăn ở trong cái center, River Center, cái nhà hàng ở đây, hay là các bạn đang ở trong nhà hàng bên đây, thì mình vẫn có cái đường ra Riverwalk, cho nên không có sợ. Muốn đến với Riverwalk của thành phố San Antonio ở Texas, cứ việc đến ngày đầu thao là chúng ta sẽ đi nhé. Mình có đi bằng thuyền nha các bạn, xuống thuyền đi chơi thoải mái. Mình có thể đi bộ dọc theo cái river, cái con sông, nó gọi là Riverwalk, ở đó mình có thể đi xuống suốt được.
đi bao lâu, bao dài, tùy theo khả năng của mình, muốn ăn chỗ nào cũng được. Ok, bây giờ cùng với Việt Thảo đi một số địa điểm để chúng ta thấy cái đẹp và cái độc đáo của cái River Walk, là cái nơi mà hơn 11 triệu du khách ở khắp nơi đến với Central Nhô hàng năm. Dạ, nhiều khi người Việt Nam mình không để ý nha, cứ đi là đi Houston, Houston, đi Dallas, đi tưởng cái đó là có, không có nha. Thành phố du lịch là San Antonio. Đặc biệt ở nơi đây, nó nằm ở gần Austin, thủ phủ của Texas, cách công tiếng lái xe, nằm ở trong giữa của Texas, cho nên cái thành phố ít có bị bão táp đó. Nó không giống như Houston hay những thành phố khác. Đi, mình đi dọc theo cái River Walk để cho các bạn xem một số cái phong cảnh đẹp ở đây như thế nào. Dạ. Đây là những cái chiếc tàu mà chở du khách để đi dọc theo cái dòng sông. Và không phải có một bến nha, nó có nhiều bến lắm. Cho nên mình đi mình thấy hoài à, chỗ nào mình cũng lên tàu đi được hết. Và nó sẽ đưa mình suốt dọc theo dòng sông, đi cả tiếng đồng hồ ngàn trong đó, không phải là mau đâu. Rồi mình thấy là giữa những cái khách sạn hay nhà hàng, nó có cái skywalk, tức là cái chỗ đi, đây là trên này nè. Đưa máy lên đây coi nè. Thấy chưa? Rồi từ bên kia đó, mình đi qua đây mình uống nhà hàng. Các bạn xuống lấy luôn, mình không có sợ. Yeah. Có thể ở tại River Walk, mình đi chơi, ăn uống, thời tiết mát mẻ, cây cối rậm rạp, ui cha tuyệt vời nha các bạn. I'm gonna dock the boat up here and tie it down so I can get everything tied in secure before you scan it. Đây là sơ đồ của dòng sông chạy ngang qua thành phố. Khi mà mình đi trên River Walk là nó có một cái đường đi lên nha. Cái con đường này đường Alamo. Và nơi đây chúng ta thấy được cái biểu tượng màu đỏ mà các bạn thấy phía sau lưng Việt Thảo, là biểu tượng hòa bình đã được chính phủ Mexico, tức là Mexico, là Mỹ Tây Cơ đó, đã trao tặng cho thành phố như là một biểu tượng hòa bình giữa hai nước. Đây là cũng là một cái dấu hiệu biểu tượng cho thành phố San Antonio. Mỗi lần đến đây du khách thường hay đến đây để chụp hình lưu niệm. Good. Trời luôn dưới này nè. Các bạn coi nè, cá nè. Wow, không thể tưởng tượng được, cá quá xá luôn. Oh man. Wow. Thank you.
đây nè các bạn. Ở đây là Marriage Island. Các bạn thấy không? Trời ơi, trong đầu tôi tưởng cái Marriage Island này lớn lắm luôn. Không có, có chút xíu mà đây nè. Đi giáp vòng là hết cái island luôn. Đây là cái Marriage Island. Là tại vì nó làm cái miếng đất riêng ở ngoài có chút xíu cách nhau với chân cầu. Trên đó nó gọi là Island. Island là cái đảo thôi. Mà nó nhỏ xíu luôn, đừng tưởng lớn lắm. Nhưng mà đừng có giỡn nha. Nhỏ nhỏ có vỏ nha. Vậy đó mà hàng năm, mỗi một năm hàng trăm cặp đến đây để làm lễ thành hôn. Các bạn thấy đây, đôi tai, rồi có thập tự giá. Đây là hình ảnh của những chiếc ring, chiếc nhẫn nha. Đến đây người ta chỉ cần trao nhẫn. Có khi có mục sư, có khi ông cha, có khi không cần ai hết. Có khi cha mẹ bạn bè đến đây để mà thành hôn. Phải tính tới hàng trăm cặp luôn. Trời ơi trời, trong đầu tôi tưởng cái Marriage Island là lớn lắm luôn. Có một cái là nó nằm ngay trong cái Riverwalk luôn. Ngay trong thành phố downtown của San Antonio ở Texas. Các bạn, mỗi một cái cây, mỗi một cọng cỏ, mỗi một cái cổ thụ có hàng trăm năm có. Nó tạo thành một khu vườn thiên nhiên rộng ở trong cái downtown này, nơi mà chúng ta phải đến. Lúc nãy thì chúng tôi không có ngồi ở trên chiếc tàu, là tại vì muốn đi trên bờ cho nó thuận tiện và tránh ồn ào. Nhưng nếu các bạn hỏi tôi, nếu đi như vậy thì mỗi người tốn bao nhiêu? Xin thưa rẻ lắm. Mỗi một người tốn có $12 mà thôi. $12 each. Và thời gian đi là từ 35 phút cho đến 45 phút là mình đi hết trên dòng sông. Nhìn thấy mọi chuyện ở trên sông, quang cảnh chung quanh và được người ta giải thích rõ ràng từng nơi. Tuy nhiên không phải chỉ đơn giản là đi với một người, bạn có thể đi cả gia đình. Order thức ăn xuống và mình mướn luôn chiếc tàu, rồi mình đi trên dòng sông ăn uống vui chơi thoải mái. Các bạn, tôi biết có nhiều người ở tại Texas vẫn chưa có đến cái Riverwalk. Vì bận công ăn chuyện làm cũng có. Như cái ông Duy tôi nè, chủ cái Á Đông Restaurant này. Ở Mỹ bao lâu chưa biết California, cứ bận công việc. Thì tôi biết có nhiều bạn nghe bận túi bụi vừa làm nail. Nhất là cái San Antonio này, cái ngành nail phát triển dễ sợ. Người ta về đông lắm luôn. Tại vì cái nail ở đây còn giá cao lắm, chứ không phải nhiều chỗ khác cạnh tranh giá thấp. Cho nên các bạn ơi, đang ở Texas, sắp xếp thời gian nên đến một trong những thành phố du lịch mà khách thập phương khắp nơi từ trên thế giới đều đi du lịch được. Tại sao chúng ta đến người Việt Nam chúng ta nếu có dịp đến với Texas, không phải chỉ đến với Houston, không phải đến với Dallas, mà phải đến San Antonio để chúng ta biết được một cái nơi du lịch mà hầu như người khắp nơi trên thế giới đều biết. Hơn 11 triệu khách du lịch hàng năm đến đây. Đủ rồi, tới đây thôi. Mình đi nữa, nó cũng còn nữa. Nhưng mà để cho các bạn khám phá. Bây giờ Dự Thảo đi về ăn ở tại Á Đông Vietnamese and Chinese cuisine. Có lẽ ăn steak trước, đang thèm steak rồi. Tôi đi dọc trên đường của chợ nó bán steak đầy hết. Steak của Texas nha, bò Texas ngon lắm luôn. Mình về ăn steak trước, rồi sau đó ăn cái gì của Á Đông đãi, cứ việc ăn nha các bạn. Rồi mình có thời giờ, mình sẽ đi những nơi khác nữa. Mà trong những cái địa điểm tôi chọn là có chỗ cái hang động cũng đẹp lắm. Còn shopping, cũng shopping nó nhiều lắm nha các bạn. Cùng đi và cùng thưởng thức với Việt Thảo quang cảnh của San Antonio và Texas, cũng như ăn những món ngon của Việt Thảo ở tại nhà Á Đông. Dạ. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Từ sáng giờ thì các bạn đã theo Việt Thảo đi xem ở Riverwalk, là một trong những nơi du lịch của thành phố San Antonio, Texas. Và bây giờ thì mình về nhà hàng Á Đông để ăn cơm. Nhà hàng Á Đông, đúng tên gọi là Á Đông Vietnamese and Chinese Cuisine, là nhà hàng bán thức ăn Việt và Hoa. Và người ngồi bên cạnh đây hôm nay là Duy. Duy là chủ nhân của nhà hàng Á Đông.
Dạ, Di gọi dịch thảo bằng chẹt chẹt theo tiếng Tiều, tức là chú. Dạ. Thì tất cả thức ăn, thức uống hay là đi lần này là bên nhà hàng Áo Đông lo cho dịch thảo hết, đúng không nè? Dạ, đúng rồi. Như hồi nãy có hứa là nói là có nói là định đi ăn á, thì ở Thác Sịt bò rất ngon, và đặc biệt là ở San Antonio ngay trên cái Riverwalk là có rất nhiều. Dạ, đúng. Có rất nhiều nhà hàng bán mà steak, nhưng mà không thích, tại vì ở nhà mình ăn đã hơn. Cho nên thay vì những cái món ăn mà nhà hàng Á Đông sẽ mời Thảo ăn ngày hôm nay thì mình ăn steak trước được không? Dạ được. Được ha, làm steak. Bây giờ mình vô làm đi. Mà steak có bán không? Dạ có. Có luôn. Đó. Ok, bây giờ đặc biệt ăn, lần này cho các bạn coi cái cách làm steak của Duy như thế nào, cái kiểu làm sao, gia vị là cái gì, rồi mình ăn ra sao, nghe được không? Ok, rồi đi, đi làm steak. Ok. Yes. Yeah. Đây các bạn đang theo dõi coi anh Duy. Anh Duy, chủ nhân nhà hàng Á Đông và cũng là Chú Cúc, đang làm cái món steak nha các bạn. Duy vừa bỏ cái gì vô đó? Dạ, tiêu. Tiêu. Yep. Coi như là mình đốt tiêu. Và bây giờ là muối tỏi. Garlic salt. Để một mặt trở qua mặt thứ hai. Dễ không các bạn? Dễ quá không? Yep. Oh, thêm chút xíu dầu để cho nó ướt. Rồi, tiêu. Muối tỏi. Muối tỏi mục đích là để cho mặn với thơm thôi. Rồi xong. Rồi xong. Quá dễ dàng, bây giờ đem qua đây là rêu. Cái rêu mình để mình nướng. Đây là hai miếng, miếng này là ribeye không? Đây là ribeye. À, sau khi ướp tỏi, tiêu và có thêm chút dầu cho nó được bị khô là thả lên riêu nướng. Và bây giờ anh cùng cái cách nướng nha. Như vậy là có độ mặn của muối, có độ thơm của tỏi và có cái nồng cay của tiêu. Bây giờ được. Kinh nghiệm bao lâu rồi? Dạ. Cái này nóng bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi, tự chế hay là người ta chỉ? Dạ, còn đó làm Steakhouse ở Paris Steakhouse. Wow, làm ở Paris Steakhouse. Dạ. Và cái này là ở đó nướng giống vậy. Dạ đúng rồi. Mà cái này là chỉ cho mọi người hết chứ đâu có giấu không? Dạ không. Người ta ăn thôi. Ai bạn bè tới chơi cũng chỉ hết. Wow, dạ. Ok, bây giờ trở lại hai miếng này. Cái này là mình nướng trở mặt hay là chỉ để một mặt thôi? À, trở mặt hai mặt. Phải nướng hai mặt. Đúng, nhưng mà mặt nào xong mặt đó phải không? Dạ đúng rồi. Hôm nay Dịch Thảo quay ở đây là quay bằng điện thoại cầm tay nghe các bạn. Đó, để cho chúng ta xem tại chỗ luôn. Wow, một mặt. Đó là cách xây qua xây lại để cho ở dưới nó có cái đường chỉ cho nó đều. Dạ. Không có bị bên, chứ để một chỗ hoài nó sẽ bị bên. Và chúng ta xây qua như vậy nó đều mà nó có đẹp nữa, nó có cái đường lằn nhìn đẹp nữa. Vậy. Dạ. Các bạn đang theo dõi Việt Thảo và Duy đang nướng steak ở tại nhà hàng Á Đông. Á Đông Vietnamese and Chinese Cuisine ở tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Tại vì mình đi nói là ăn ở ngoài chỗ Riverwalk. Cái steak không ngon mà cái nhà nào. Bây giờ vậy nào. Yeah. Các bạn theo dõi nha, hiện giờ trên grill. Grill tức là cái lò nướng nha các bạn, ở dưới mình có thể dùng than, ở đây thì chắc là như dùng ga. Dạ. Mình canh hay là mình canh thời gian hay là mình coi theo cái độ cháy đó mà mình kinh nghiệm mình biết mình chờ. Coi thời gian với là coi lúc mà mình biết cái thay bây giờ nó là bây giờ đó. Cái độ cứng, cái độ mềm đó mình sẽ biết được cái thay bây giờ của nó. Nó rờ làm sao, rờ lấy tay vô rờ hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời, thiệt không, đâu thử phải. Cái này hơi lạ nghe, nghe nói vô rờ. Dạ, tại vì làm ở nhà hàng Mỹ á, một cái tray, cái làn nướng nó lớn vậy nè, mà rất là nhiều steak mà chúng mà cầm cái thay bây giờ chấm vô từng cái là nó bị over, không có kịp. Bởi vì phải xài bằng tay.
Wow, lần đầu tiên nghe. Mà đeo bao tay như vậy rồi làm sao xài bằng tay được? Được, được. Tại mình thử cái độ mềm thôi chứ phải độ nóng. À, thử độ nền. Nhưng mà giờ thử độ nền mềm mình vẫn có thể dùng cái cây này mình đè lên được vậy? Phải không? Cây thì mình cũng không có biết được. Phải feel được. Mình nói ngón tay mình mới feel được. Dạ, tại vì nó có nhiều temperature lắm. Cái thì medium rare, cái thì rare, cái thì medium hay medium well. Càng cứng thì nó càng chín nhiều. Wow, vàng lùm đẹp ghê chưa? Quá đẹp luôn. Đó, bây giờ các bạn thấy tại sao khi mà mình đi ăn ở nhà hàng của Mỹ, mình thấy cái miếng thịt bò nó có cái đan chỉ ngang như cái lưới vậy đó, là mình nướng bên đây một mặt, bên kia một cái, rồi sau đó trở mặt. Nhưng mà cái lò lưỡi phải nóng lắm chứ không nóng là nó không cháy được luôn á. Bây giờ cái này mình lập rare nha. Hay là muốn lập, thôi tùy đi, muốn medium rare hay không. Rare có đó tùy. Tùy, chị muốn ăn rare hay là medium rare? Bây giờ mình làm medium rare đi. Ok, medium rare. Nhưng mà ở trong giấy còn đỏ phải không? Dạ yeah, đúng, medium rare là gì? Hay là làm một miếng rare, miếng medium rare. Ok. Vậy đi. Nha các bạn, một miếng rare, một miếng medium rare. Tức là một miếng còn sống và một miếng là sống hơn nữa thôi. Bây giờ xay lại để cho nó có cái... Tại vì miếng này làm rare, vậy phải lấy lên sớm. Còn miếng medium rare. Khi mà mình nướng steak ở cái nhà hàng Mỹ như vậy một lần khoảng bao nhiêu miếng? À, tùy theo khách order bao nhiêu thì mình order, mình nướng bao nhiêu thôi. Là nhiều order vô bao nhiêu? Nhiều nhất là bao nhiêu? Mấy chục miếng. Ủa, cho mấy chục miếng luôn? Dạ. Trở kịp không? Kịp chứ. hai người đứng mà cái lò nó bự lắm. It's big. Bự gấp đôi cái này không? Gấp đôi. Dạ. Gần xong chưa? Người cha đói bụng rồi đấy nha. Đẹp quá là miếng thịt bò đẹp quá. Nhá phía dưới cho bà con coi nó làm sao rồi. Dở lên cái. Wow, đẹp quá. Bên đây. Đó, mình xây lại để cho nó thành cái lưới. Đây là hai miếng, một miếng sẽ là rare, một miếng medium rare. Ủa, cho đến gần nóng thịt luôn. Rồi muốn coi thử tay nha các bạn. Đưa tay vô thử nè, đó. Cái đó là rare phải không? Yeah. Rồi, còn medium rare thử được chưa? Chưa. Như vậy thì mình có cần nước sốt gì không? Dạ có. Có cái Asian sốt. Cái đó là nước sốt là của mình hay của người ta có sẵn? Cái này có tự nấu. Wow, tự nấu sốt luôn. Yeah. Vậy là một chút mình ăn cái này chấm nước sốt. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà có cần không, là tại vì cái này đã mặn rồi. Đã có tỏi rồi, có muối rồi, có tiêu rồi. Cái sốt đó nó không có mặn lắm. Bởi vì ăn nó vô, nó vừa ăn, nó có flavor nó đi. Rồi, dạ. Rồi coi miếng này được chưa nè. Xíu nữa, xíu. Đây là hai miếng. Bây giờ mình đem ra ngoài nha. Rồi, đem ra ngoài ăn. Ok các bạn, đây là cái nó là rib eye mà mình đem đi nướng trên grill, các bạn đã thấy. Như Việt Thảo đã nói là tại vì tất cả máy móc đều setup ở đây cả, cho nên khi vào trong bếp quay chúng tôi dùng cái iPhone nha. Dùng cái iPhone vừa rồi đó. Bây giờ trả lời ngụy nè. Hồi nãy nó nóng đến độ cái iPhone nó báo là phải cool down before use, tức là phải cho nhiệt độ xuống trước khi dùng, tại nó nóng quá. Yeah. Dễ sợ không? Rồi, bây giờ mình ăn nè. Đâu, cái miếng nào rare trước? Dạ, miếng này rare. Rare mình ăn trước nha. Dạ. Xe, đem vô xe. Đây là nước sốt phải không? Dạ, đúng rồi. Dạ, ăn thử cái rare. Dạ. Thử cái nước sốt coi. Nó kêu là sốt gì? Asian sauce. Asian sauce. Yeah. Nước sốt của người Á Châu. Dạ. Yeah. Nó giống teriyaki sauce. Dạ, yeah, đúng rồi, nấu từ teriyaki. Nó có mè. Dạ. Rồi. Ăn mời. Dạ, dạ, dạ. Thử nha. Dạ. Yeah. Cắt khúc giữa nha. Dạ. Yeah. Đây nè các bạn, sống nè. Dạ. Yeah. Yeah, còn sống nè, đã quá. Ok.
I'm good. I'm good. Yeah, yeah, yeah. Đó. Bây giờ đang không thử á, đang không thử không chấm sốt đâu. Dạ. Nó vừa ăn luôn à. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sốt này không có mặn. Chị vô chấm thử ăn vô nó có flavor. Ừ. Chấm thử cái sốt. Dạ. Ngon. Dạ. Đây là rare. Dạ. Bây giờ mình ăn thử cái medium rare. Dạ. Đây. Miếng này chín hơn này. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Dạ. Đi chơi đã vậy ăn ngon thiệt đó nha. Mà hết chuyện vô nhà hàng Việt Nam với lại Chinese kêu sách ăn à? Không ăn chưa chắc. À, để ăn thử cái miếng này rồi mình nói chuyện kia đã lắm. Vừa ăn luôn ngon quá. Cách đây lâu lắm rồi không nhớ. Lúc đó đi làm tài liệu cho cái phần phóng sự ở tại Dallas, Texas. Trong đó có thu hình ở tại River Walk. Dạ. Thì trong khi không có thu hình, mình mới ăn trưa. Kêu một cái steak. Nó làm khô khắp quả chín. Mà mình kêu nó rare. Dạ. Buồn quá nó trời ơi, mà nó mỏng dính à. Mà nó nguội nữa. Cái mình mới nói nó ok, bây giờ mày làm cho tao một cái miếng rare. Còn cái này nó khô quá, well done. Nó vô bếp lâu xong nó bưng ra mình ăn. Trời ơi, nó giống như để sống luôn. Chịu thôi, nói gì bây giờ. Yeah. Nó không phải là nó khúc lên mà còn sống, mà là gần như muốn sống luôn. Tại giống như đông lạnh nó để cho nó nguội nguội đem ra. Không ăn ngon lắm. Này quá ngon luôn. Yeah. Quá ngon luôn. Không cần chấm luôn đó. Dạ, yeah, đúng. Con thì thích ăn play hơn. Không hỏi sót. Đúng. Yeah. Ăn cái thơm mùi bò. Còn chạch đó thì cái steak này đó không có rắc muối gì hết, không tỏi không gì hết. Yeah. Làm không. Yeah. Làm cái sauce riêng. Yeah. Yeah. Còn cái muối tỏi này thì lại làm trên cái tai gà, tức là cái 1/4 đùi gà đó. Yeah. Cái đó làm ăn ngon lắm. Yeah. Chấm miếng sauce nữa. Yeah. Miếng thịt mềm trong miệng, thơm mùi tiêu, mặn mặn mùi muối và thơm mùi tỏi. Bây giờ thêm cái giống như Asian sauce, tức là sauce Á Châu, người Á Châu. Ăn không đã hơn. Dạ. Sauce là để cho những người ta thích cái hương gì thôi. Còn không? Giờ còn nhiều món nữa mà. Chịt ăn giữ bụng để ăn được món khác nữa. Con có chuẩn bị cho mấy món được. Bao nhiêu đủ đâu cần nữa đâu. Ngon rồi. Nhưng mà đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôm hùm xà lách nè. Oh my. Kiếm miếng mỡ. Kiếm miếng mỡ. Ăn kiếm cái chỗ miếng mỡ. Mỡ bên đây. Mỡ trên góc. Nè. Phải không? Dạ đúng rồi. Oh yeah. Miếng mỡ nè. Nó không đã bằng cái medium. Tại vì medium nó nóng hơn. Dạ đúng nó rồi. Nóng hơn. Dạ. Yeah. Đầy miếng mỡ. Trời ơi, mỡ nè. Dạ. Yeah. Ngon. Nếu người ta đến với nhà hàng Á Đông, order steak mình có làm không? Dạ có, trong menu có. Asian steak. Dạ. Yeah. Như vậy các bạn, mình đi chơi ở River Walk hay là đi San Antonio, mình về nhà hàng Á Đông ăn steak cái tội dạng trong kia. Đương nhiên nếu mình ngồi đó mình muốn enjoy, mình thưởng thức thì mình vẫn được. Dạ, nha, vừa dạ, ăn chơi. Dạ. Nhưng mà không đã bằng đây, nói thiệt luôn. Cảm ơn chú. Nói không phải là để người ta lại đi ăn, tại vì hồi đó giờ Diệp Thảo không có giới thiệu đi thì ở đây cũng bán ngon lành rồi. Dạ, ở đây ai không biết nhà hàng Á Đông. Dạ.
bữa nay là tại vì trong cái thân tình rồi kêu ba của mấy đứa là tụi hia là anh hai á, rồi cũng là anh em với bên Tây Đô. Dạ. Đó. Thì khi qua nhà hàng Tây Đô rồi gặp nguyên dạng luôn, hứa đi qua đây chơi, rồi qua đây chơi cái này ăn ở đây. Ok. Muốn ăn nữa quá. Nhưng mà tôi chưa để ăn cái món kế. Bây giờ món kế mình làm món gì nè? Dạ, tôm hùm xà lách. Tôm hùm xà lách. Dạ. Mà bây giờ nếu mình giới thiệu cho người ta biết cái cách làm được không? Dạ được. Được luôn. Được. Vậy quay luôn nha. Dạ. Các bạn, Việt Thảo sẽ vào quay cái tôm hùm xà lách, từ cái con tôm hùm cách làm như thế nào để cho các bạn ở nhà nếu có phương tiện, có tôm hùm, muốn ăn kiểu tôm hùm xà lách vẫn có thể làm ăn được. Khi tới đây thì sẽ có người nói rằng trời ơi, cái chỗ nhà hàng người ta vậy rồi chỉ hết rồi sao bán. Vì đâu có phải ai cũng tới để ăn đâu. Cái người nào có phương tiện, điều kiện hoặc là cái duyên gặp được ở đây thì ăn. Còn bây giờ tôi hỏi ở xa xôi không đến được thì không lẽ giữ làm gì chỉ cho người ta ăn chứ ngon. Được. Nhưng mà nếu nói quảng cáo còn dữ dội nha. Đây là cái cách quảng cáo mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Khi mình chỉ cho người ta làm thì ở nhà người ta làm cái món tôm hùm xà lách. Yeah. Thì người khác đến ăn, trời ơi, cái món này ngon quá, sao mày biết làm vậy? Thì người đó nói, ờ tao coi trong cái YouTube của ông Việt Thảo á, ông đi ăn ở nhà hàng Á Đông ở San Antonio, ở Texas. Thì khi nói câu đó chẳng khác nào quảng cáo nhà hàng. Ok, bây giờ mình đi làm cái lobster, tức là con tôm hùm xà lách. Yeah. Nha các bạn, cùng theo dõi với Việt Thảo và sẽ cùng ăn với Việt Thảo về gì. Dạ. Yeah. Hello các bạn, đây là những cái gia vị mình làm lobster. Đây là con lobster, tức là con tôm hùm. Đây là main lobster nha. Rồi ở đây tất cả có scallop nè, có cua nè, có potato salad, có mayonnaise, có tomatoes, tức là cà chua, có cheese. Và ở đây là người chấm cúc của chúng ta, anh gì của nhà hàng Á Đông. Và đây là ba con lobster. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi nha, chúng tôi làm nha. Và lần này các bạn không thấy Việt Thảo có mặt trong mình, tại vì Việt Thảo cầm điện thoại để quay. Những con tôm này đã luộc sẵn rồi. Và mình để vô ngăn lạnh để cho nó lạnh, nó mát. Ôi cha, tôi thấy tôi muốn bóc lụm quá đi. Đó, bẻ đã bỏ vô thơm. Rồi giờ Thảo dời máy qua phía sau thấy nha. Tại sao có cái cây gì bên trong vậy? Dạ, cái cây đó để cho cái lúc mình luộc tôm á. Cái con tôm nó không có cong lại. Ok. Dạ. Nó ra được nguyên một cái theo thẳng như vậy thì mình lúc mình làm nó sẽ đẹp hơn. Dạ, yeah, mục đích luộc có cái cây là cho con tôm nó không cong. Duy có ngại khi mà chỉ cho mọi người biết cách làm lobster salad không? Dạ không, con đang chỉ nè. Con cái phần này gạch nè phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mình không có lấy. Ủa sao vậy? Cũng không sợ đâu. Ăn được không? Ăn được không? Dạ, ăn được không? Dạ. Bóc lụm nha, bóc lụm nha. Tôi cho bóc lụm nè. Ủa chắc cái gạch này sao bỏ? Ngon quá. Ở đây là ba con tôm đem ra rồi. Ở đây là phần càng. Dạ, đây là cái đầu. Đây là tomatoes. Dạ. Duy đang tiếp tục làm salad cho các bạn xem.
Bây giờ mình phân loại ra càng để riêng, đầu để riêng. Vì nó cái gạch bỏ hả? Yeah. Nếu cái gạch bỏ ngồi để cái gạch dành cho anh Thảo, dành cho anh Trần. Ok. Yeah. Bỏ uổng quá. Wow. Xà lách là chỉ dùng cái thịt tôm thôi hay là dùng hết mấy cái bộ phận của con tôm? Thì mình chút mình lấy xé hết mấy cái thịt ở trong lấy hết luôn. Lấy hết trong này ra. Yeah. Ok, bây giờ thịt gà. Như vậy báo các bạn biết trước nha, thời gian làm ba con này làm xà lách mất ít nhất cũng phải 15-20 phút nha các bạn. Hãy kiên nhẫn theo dõi để chúng ta biết được cái cách làm xà lách. Để cho các bạn ở nhà nếu có lobster hay là con tôm hùm thì các bạn có thể làm xà lách như chúng tôi đang làm. Yeah, đây là cái càng tôm. Đang bẻ cái càng khác. Mới rồi nó văng lên mặt Thảo luôn á. Nhanh tay được không Duy? Nhanh tay nha. Rồi tốc độ nha. Sợ mọi người chờ tội nghiệp. Các bạn đang theo dõi channel YouTube của Việt Thảo trong phần chuyển bên lề. Trong lần đi San Antonio, Texas, ghé qua nhà hàng Á Đông, một trong những nhà hàng nổi tiếng của người Việt Nam làm chủ, có cái tên là Á Đông Vietnamese and Chinese Cuisine. Và hiện giờ anh Duy là vừa đầu bếp vừa là chủ nhân nhà hàng, đang làm món tôm hùm xà lách cho Việt Thảo ăn ngày hôm nay. Và muốn cho các bạn xem cách làm luôn. Những cái món này là Duy làm cho người ta order hay là trong đám cưới có làm không? Dạ có. Đám cưới luôn. Là đám cưới với lại nhiều khi special order người ta đặt tiệc này nọ muốn làm thì con mới làm. Thí dụ bây giờ đến người ta order món này ăn mình làm không? Dạ chưa có, con đang tính khi nào đặt hồ thì lúc đó sẽ có. Ok. Tại vì nếu không thì bây giờ tôi mình phải gửi hồ chỗ khác. Dạ. Mỗi lần lấy mất công. Dạ. Ok, làm hồ đi. Làm dạ. Hồ bán luôn món này nha. Dạ dạ. Nha quý vị nhớ nha các bạn. Bây giờ từ nay tới đi đến với Á Đông Vietnamese and Chinese cuisine thì có luôn cái món tôm hùm salad, tức là lobster salad. Đây là giai đoạn gỡ thịt ra. Hơi lâu quá, chị cũng cắt chút quay lại không? Sao? Cứ gỡ thịt hơi lâu quá, chị muốn cắt chút quay lại. Không, cứ gỡ. À, Duy đang lo là sợ gỡ thịt hơi lâu đó. Thôi cắt bỏ gần chút mình không sao cứ quay đi. Ở trên YouTube đó người ta muốn coi người ta coi, không coi người ta pass qua cái một à, dễ lắm. Tại vì cái công đoạn làm này cho thấy rõ luôn, không có giấu, thấy không? Tất cả luôn, không có giấu gì hết. Lý do tại sao mình làm tới ba con mà không làm con? À, tại con này hơi nhỏ. À, con hơi nhỏ. Đúng ra là phải con lớn. Lớn cái dùng bao nhiêu phao? À, 4 phao. 4 phao. 4 phao. Là làm một con một thôi. Một con một. Wow. Yeah. Con này hơi nhỏ, có 3 phao, 2 phao mấy hả không? À, 1.5 phao. 1.5 phao. Tại vì mới kết một mình nó không có con lớn. Mua không có. À, không có con lớn. Yeah. Để
trên San Antonio thì mua nó đồ nó khó khăn hơn ở Houston. Yeah. Houston thì chú mua dễ, còn San Antonio thì mua đồ thì hơi khó. Đó, như các bạn vừa nghe, ở San Antonio không phải là dễ có nha. Muốn gì phải về lấy hàng ở tại Houston. Cho nên trong tương lai, nhà hàng Á Đầm làm luôn một cái bể chứa luôn, cá luôn, tôm luôn tại chỗ không chạy đi đâu hết, đúng không Duy? Dạ yeah, đúng. Good, very good, tin mừng. Đây, tôm. Rồi, bắt đầu chúng ta làm cái gì cái? Đây, cho các bạn coi lại, đây là scallop nè. Đây là cua nè. Cua này ăn được chưa? À, xoay qua nói cho Dược Thảo. Ôi, đây là Dược Thảo nè, không biết thấy Dược Thảo rõ chưa Duy? Dược Thảo. Rồi, Dược Thảo nói rất rõ nha. Tất cả thức ăn ngày hôm nay anh Duy làm là cho Việt Thảo ăn thôi. Chúng tôi không có cho người nào ăn hết, không có bán ra bên ngoài. Làm này là để thu hình. À, cho nên chúng tôi có thể bóc lũm được nha, ăn tại chỗ không sao. Tại vì làm cho cá nhân Việt Thảo ăn thôi nghe các bạn. Nhưng mà từ giờ chưa bóc nha. Hồi nãy bóc là bóc cái gạch mà dục bỏ nha. Và nói rất rõ, ngay cả steak hồi nãy cũng vậy nữa. Chúng tôi làm để thu hình. Ăn xong ăn được bao nhiêu không được là không có bán buôn gì hết nha các bạn. Yên chí điều đó. Chúng tôi nhiều người nói trời, Việt Thảo đứng đây nói chuyện cái nước miếng văng vô tùm lum. Dạ cái này thức ăn của tôi. Ok, tiếp tục gì? Rồi. Tại vì mình vừa làm mình vừa nói chuyện đó. Yeah. Rồi nhiều người kiểu nói trời ơi nói chuyện gì nước miếng văng vô sao. Yeah, có cái này của mình ăn mà. Yeah. Vừa rồi là potato salad. Yeah. Là cái khoai người ta làm sẵn luôn. Rồi vừa rồi là đây là cua. Và vừa rồi scallop bỏ vô. Cho coi hiệu được luôn phải không? Dạ yeah, được. Đây cho coi hiệu luôn nè các bạn. Nó là Blue Star Crab nha. Blue Star Crab pasteurized, tức là đã được khử trùng đàng hoàng rồi, của cái công ty gọi là John Keeler and Company Incorporated. Yeah, đây các bạn có thể mua nha. Cua nó làm sẵn trong này nha các bạn. Yes. Rồi bây giờ tất cả những cái thịt cua bây giờ Duy đâm ra. Sắc vuông. Giờ mình phải gỡ lấy cái xương ra, cái dầm ở bên trong đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Nếu không ăn vô lãnh chỏi bán hồng á. Còn cái potato salad homestyle là các bạn coi nha. Đây Hill Country Fair homestyle potato salad ready to eat, keep refrigerated. Tức là cái này khi mà mình khui ra rồi mình phải bỏ vô tủ lạnh chứ không có được bỏ ra ngoài. Và cái này ăn liền nha các bạn. Bây giờ tôi thò tay tôi móc ăn liền cũng được nè. Yeah. Rồi bây giờ đang trộn cái potato salad, scallop, cua và lobster đang trộn vào. Đây ba con tôm còn đây là một hồi. Cái này là chắc để riêng nè. Ba cái đầu tôm còn đây chắc để riêng nè. Cái đầu tôm này bỏ ra đây. Cái này không biết cái vỏ hay gì chắc bỏ. Đây cái càng vẫn còn. Mình chưa biết âm mưu của ông đầu bếp này, ông làm cái gì. Hiện giờ thì cái này đã trộn chung với potato salad. Dạ. Rồi anh đeo bao tay mới vô. Tại dạ, bao tay này bị. Ồ thử không? Thử không? Thử vừa ăn không? Ừ thử đi, thử đi, thử đi. Ok, good, thử. Yes, bây giờ tới Dịch Thảo thử nè. Ngon quá. Vừa ăn rồi. Tôi không biết quay bằng điện thoại mình bấm sao để thấy tôi. Không lẽ quay ngược đó trời. Quay ngược có thấy tôi không? Ủa cho thấy không? Dạ. Yeah. Yeah. Ngon quá. Tiếp tục. Ồ, mình bỏ qua giai đoạn này rồi. Yeah. Đây là giai đoạn để lên trên cái salad bên dưới. Bây giờ decorate, tức là nó gọi là design, nó gọi là cái gì? Thiết kế. Như vậy cái phần trắng mà các bạn thấy đó là potato salad, tức là cái khoai tây đó mình làm nghiền ra mà chặt vuông vuông rồi trộn với scallop, tức là sò điệp, với cua và lobster, cái phần càng, cái phần mà mình lấy ra cái đầu gắn lên trên đó. Bây giờ
à tự nhiên chưa thấy. Như vậy cái mình con tôm này các bạn cắt ra nè, đó cắt xéo vậy nha. Mình con tôm cắt xéo ra xong rồi mới để lên trên cái dĩa salad. Wow, bên này ui cha, hai con còn con nữa. Rồi để nó luôn. Như vậy chúng ta có ba con quá đẹp luôn nè. Ui cha, ui cha, thêm hai cái càng bự con. Cái con tôm này thực ra nó tới ba con tôm, mà cái mình nó là ba con tôm. Một con tôm mà có ba cái mình, nó chỉ còn hai cái càng, tại mấy càng kia cắt vô rồi. Bây giờ tới cái phần, cái phần này là cái phần đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Cắt ra nữa. Rồi, còn xong. Gì nữa không? Dạ, cái này dư rồi. Cái này dạ, dư phải không? Dạ, cái này dư. Là tại vì mình làm tới ba con nó dư. Ba con dư. Nếu một con thì nó không dư. Đây các bạn, nhìn. Từ trái sang phải là ui chà quá đẹp luôn. Ui chà. Quay như là drone. Máy bay không người lái nè. Ui chà quá đẹp luôn. Rồi đó các bạn. Đây làm gì? Vừa chết cốt. Cảm ơn dư rất nhiều. Dạ, rồi bây giờ hai chú cháu mình ra thưởng thức con này. Còn con nhỏ đứng đằng kia là vợ của dư. Phô kết lại nè. Nào, ok. Đi ra nào, đó có cái này. Đó, bây giờ mình ra mình ăn nha. Nghe các bạn, ra ăn nè. Đây, đây, đây. Đó, bây giờ cái này là đầy đủ hết nè. Các bạn ơi, vừa có cheese, rồi vừa có cà chua luôn. Để chụp cái hình ngang, đẹp quá. Ui cha, đây nè, cái bề này, này nè. Chỗ này là đẹp quá nè, phải không? Yeah. Đó, cái kiểu này, cái nữa. Yes. Cái video này. Đây nè các bạn. Yeah, đây là con lobster làm thành con gì? Là con tôm hùm làm salad. Đây các bạn, ui cha quá đẹp luôn nha. Đó, rõ ràng rồi. Ủa, đúng rồi. Bây giờ Duy chụp dùm lên thảo bên này. Dạ yeah. Cứ sưng anh không? Dạ chơi. Quá cha 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 cha. Quá trời, ui cha ơi. Yes. Rồi, cảm ơn. Bây giờ ăn anh em ơi, ăn ăn. Xin nói trước nha, cái này không phải là tôi quay phóng sự gì nha, cái này là nhà hàng Á Đông Đãi tôi ăn nha. Còn cái này làm cho Dịch Thảo ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ không có ai ăn hết. Đũa đây, còn dạ, đũa có, đây. Dạ, có à, muốn ăn đũa hay ăn nĩa, ăn bằng gì? Có nĩa luôn. Dạ. Có nĩa, có muỗng nè, thoải mái. Dạ. Chuẩn bị kỹ à. Rồi, ăn sau đây? Giờ mình có múc thịt với lại cái sả nó vô mình. Rồi ăn uổng bà, cái uổng bà được rồi. Ăn đi Duy, ăn đi rồi ăn chặt thấy ăn theo. Yeah. Ui cái này mà tiệc cưới đãi một cái là yeah, ba trái liền đó. Yeah. Chất lượng luôn. Okay, rồi cảm ơn. Đây là cái đuôi phải không? Thì yeah, vớt cái này là tôm không. Nhưng mà ăn tôm không đâu có ngon là phải có. Yeah. Cái này potato salad. Có trái cà. Ồ, ở trên phải có chi nữa đúng không? Dạ, chi với thêm sốt. Rồi. Thử nghe các bạn. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Hiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada.
được nhập trực tiếp từ Canada. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất, với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anvira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.